Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì ngày hôm nay tôi cũng vừa mới nhận được một viên pin Lenovo của một bác gì đấy có nick Zalo là Startup. Đây, bác có gửi cho tôi. Thì đây là lần đầu tiên mà tôi nhận được một viên pin Lenovo mà nó có một cái hình dáng mà nó hơi dị. Đây, nhìn rất là lạ nhá. Tôi chưa gặp bao giờ. Thì trước đó bác khách đã liên hệ với tôi qua Zalo và có mô tả rằng là có một viên pin Lenovo mà nó bị hư rồi. Bác ấy có mua một viên pin khác. Đây, viên pin mà bác ấy mua đây. Đây là pin OM nhá, hay còn gọi là pin tàu. Thì viên pin này đang còn rất là đẹp. Thì bác ấy có nói là viên pin mới này mua chỉ được 2 tháng và nó đã bị hư rồi. Và trong cái quá trình sử dụng thì cái thời gian sử dụng nó rất là ngắn, nó không được như pin zin. Và nhân đây thì tôi xin thông tin với quý vị rằng là những viên pin tàu mà quý vị mua ở trên mạng hay là mua ở các cửa hàng thì khi mà nó hư thì tôi sẽ không mở khóa được và tôi cũng không thể đóng seal mới vào và chạy phần mềm như bình thường được. Bởi vì là cái mạch OM này này, cái mạch của pin mới này nó không cho phép chạy phần mềm. Hoặc là nếu như mà nó cho chạy phần mềm thì sau khi mà tôi chạy tôi mở khóa xong thì chỉ một thời gian ngắn sau thì nó sẽ bị khóa lại hoặc là viên pin đấy sẽ hư luôn. Chính vì vậy cho nên là tôi sẽ không nhận trong cái trường hợp mà pin tàu. Thì ở đây trường hợp này thì tôi sẽ nhận bởi vì là bác ấy còn giữ được cái viên pin zin. Thì viên zin này thì nó sẽ có một cái mạch zin và khi mà chúng ta đã có mạch zin rồi thì mới đóng được seal mới vào và chạy phần mềm về nhà sản xuất được. Thì trước đó thì bác chủ đã đổ keo rất là kỹ. Cho nên là tôi dự rằng là khi mà tháo ra thì nó sẽ hư mất cái vỏ này. Và bác chủ cũng rất là cẩn thận gửi luôn cho tôi cả cái viên pin này để sử dụng cái vỏ mới này luôn. Viên pin tháo rất là dễ quý vị ạ. Vì ở đây thì chắc là các bác đã can thiệp rồi nhưng mà không làm được. Cũng đúng thôi, cái pin Lenovo này nó hơi hơi khó đấy. Rồi, đây rồi. Ở đây có tổng cộng là 6 cell pin. 6 cell pin này thì tôi đánh giá rằng là các bác đã đóng lại rồi. Tháo ra cũng dễ thôi quý vị ạ. Đây, các bác đã đóng trước rồi. Rồi thì bây giờ tôi sẽ tháo cái viên pin còn lại ra. Đây là viên pin này để cho quý vị xem là cái mạch nó như thế nào nhé. Trong cái cách nhắn tin thì tôi biết rằng là bác chủ rất là cẩn thận. Dặn đi dặn lại là làm hết sức cẩn thận cho bác, cho nên là tôi nạy ra thì cũng hết sức nhẹ nhàng. Đây rồi thưa quý vị. Đây là viên pin mà tôi tháo lần đầu tiên nhé. Chưa có một vết tháo trước đó. Thì quý vị có thể nhìn thấy là cái mạch họ làm này. Rất là chán luôn. Đấy. Cái đoạn này thì tôi xin phép không cắt video. Để cho quý vị xem toàn diện luôn. Đây. Đây là mạch tàu quý vị ạ. Mạch tàu họ làm rất là lởm. Nói chung là kém toàn diện luôn. Đây rồi thưa quý vị, như quý vị vừa thấy là hai viên pin này đang giống hệt nhau. Và đây là một bộ mạch zin và một bộ mạch tàu. Thì phía bên phải của tôi là mạch zin và phía bên trái của tôi là mạch OM. Thì quý vị có thể nhìn thấy rằng là nó khác biệt nhau rất là nhiều. Mạch zin thì nhìn cái mạch của nó rất là chuẩn, đường nét rất là chi tiết và rất nhiều linh kiện. Đây là phía trên và phía dưới cũng nhiều linh kiện. Còn đây là mạch OM này, quý vị có thể nhìn thấy rằng là họ làm khá là sơ sài. Và tôi xin nhắc lại là với tất cả những dòng pin laptop nói chung thì chỉ có mạch zin đi theo máy hoặc là mạch zin tháo từ pin zin thì mới có thể thay seal mới và chạy phần mềm được. Vâng thưa quý vị và các bạn, để thay mới pin cho viên pin Lenovo này thì tôi sẽ sử dụng 6 viên pin LG M29. Thì pin M29 này nhà sản xuất họ công bố là dung lượng là 2900 mAh và tôi đo được bằng máy là 2800 mAh. Và nếu như tôi đóng song song hai viên pin này lại thì nó sẽ có dung lượng là 5600 mAh. Vâng thưa quý vị và các bạn, trước khi vào khối thì bao giờ tôi cũng quấn cách điện cách nhiệt ở cái phần đầu của viên pin.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tôi cũng vừa mới kết nối 6 cell pin LG M29 vào với mạch của viên pin Lenovo. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành chạy phần mềm cho viên pin này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau khi kết nối viên pin Lenovo vào với hệ thống phần mềm thì tôi được kết quả như sau. Thứ nhất là sức khỏe của viên pin trước đó đang là 23% và viên pin này đã mở dòng sạc rồi. Trước đó đã sạc xả được 76 lần và dung lượng của viên pin đang là 5772. Thì ở trường hợp này thì nó đang hiển thị là watt nhá, có nghĩa là 57W. Và viên pin này sử dụng chip Risan R2G240. Thì chip này chúng ta không cần phải mở khóa nhá, mà chỉ chạy phần mềm thẳng vào thôi. Vâng, thưa quý vị, đây là giao diện của phần mềm Repair On. Thì toàn bộ phía bên trái của tôi để chạy cho chip Risan và phía bên phải là dùng cho chip Texas Instruments. Thì cái phần này nó đang ghi là LGC này, thì tôi sẽ chọn vào cái mục là LGC ở chỗ này. Thì tôi sẽ chọn chip là R2G240. Tại đây thì tôi sẽ ghi cái file tốt vào. Cái file tốt này thì trước đó tôi đã lưu một file rồi nhá. Bây giờ chỉ việc ghi vào thôi, đây là reset OK này. Rồi thì bây giờ tôi sẽ test lại viên pin xem thế nào nhé. Vâng, đây rồi thưa quý vị, dung lượng là 6216, đây là dung lượng nó đang ghi là watt nhé. Bây giờ tôi sẽ kích vào đây để chuyển sang mAh. Và viên pin bây giờ đang là có dung lượng là 5600mAh. Đấy, như lúc đầu mà tôi đã tính toán. Thì bây giờ tôi sẽ kích vào cái phần mà kênh 13 này, thì nó sẽ có cái điện áp của viên pin. Đây rồi, 3600 và 3602. Điện áp của ba cặp cell pin cũng đang rất là đều nhau. Thì ở đây nó đang ghi là 92%, nghĩa là nó đang nhảy nhá. Ở đây quý vị nhìn này, lúc thì nó nhảy là số 0, lúc thì nó nhảy là 92. Thì đặc trưng của những cái dòng chip mà Risan thì nó thường nhảy như vậy. Thì kệ nó nhá. Rồi thì bây giờ tôi sẽ xả thử. Đây rồi thưa quý vị, như vậy là viên pin này đang xả OK rồi nhá. Bây giờ thì tôi sẽ sạc thử. Đây rồi, 997, nghĩa là đang sạc OK rồi nhá. Thì tôi sẽ không chỉnh ngày giờ nữa nhá. Tôi sẽ để nguyên như thế này vì cái file này là file tốt mà tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước đó rồi, cho nên là tôi sẽ không chỉnh sửa lại nữa. Và nếu như mà tôi cố chỉnh sửa lại thì rất có thể nó sẽ gây hư hỏng đến mạch của viên pin. Cho nên là cái phần này là tôi sẽ để nguyên, nghĩa là viên pin này sạc xả và điện áp của ba cặp sáu pin đều nhau là OK rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tôi cũng vừa mới chạy phần mềm thành công cho viên pin Lenovo này. Và bây giờ thì tôi sẽ dán gia cố 6 cell pin này lại và đóng gói gửi về cho anh khách. Và quý vị nào mà có pin laptop bị hư, bị hỏng, bị phồng hay là thời gian sử dụng ít thì quý vị hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0969 988 500. Đây cũng là số mà tôi sử dụng Zalo. Thì tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc, mọi câu hỏi cho quý vị. Và nếu như quý vị muốn làm pin thì quý vị hãy gửi cho tôi qua đường bưu điện. Tôi làm xong thì tôi sẽ gửi lại cho quý vị. Và video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Tạm biệt quý vị.